Bản tin tổng hợp trưa ngày 27 tháng 8 Ông Joe Biden mỉa mai người tiền nhiệm Donald Trump về vụ giải mật tài liệu Tổng thống Ukraine cảnh báo thảm họa hạt nhân vẫn cận kề Ngũ giác đài nghi ngờ chính quyền kỹ không biết chính xác vũ khí mà Mỹ cung cấp đang ở đâu Thủ tướng Pakistan lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt Ấn Độ xuất hiện virus cúm cà chua dễ lây lan ở trẻ em cách Đài Loan chống lại thông tin sai lệch của Trung Quốc. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp trưa ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Kính thưa quý vị, Báo The Independent đưa tin, vào ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chế giễu tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump, khẳng định đã giải mật mọi hộp tài liệu của Tòa Bạch Ốc mà ông mang đến Florida sau khi rời nhiệm sở. Tôi đã giải mật mọi thứ trên thế giới, tôi là Tổng thống kia mà. Ông Biden nói một cách mỉa mai và vung vẩy cánh tay trong không khí khi trả lời phóng viên bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Ôi, thôi đi! Ông Biden nói thêm. Ông Biden có phản ứng này chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố lời khai có tuyên thệ cung cấp một số thông tin mới về các tài liệu được thu hồi tại tư dinh của ông Trump. Ông Biden mặt khác lại từ chối bình luận về các chi tiết của cuộc điều tra về ông Trump, cho rằng hãy để Bộ Tư pháp lo việc đó. Việc xử lý các tài liệu mật của cựu tổng thống Trump đã được giám sát chặt chẽ kể từ khi FBI khám xét tư dinh tại Mar-a-Lago của ông vào đầu tháng 8 này. Các quan chức cho biết, cuộc khám xét có liên quan đến các tài liệu nhạy cảm của chính phủ đang được lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump. Dù không tiết lộ nhiều thông tin về cuộc điều tra, các tài liệu của FBI cho biết 15 thùng tài liệu thu từ dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump đã được kiểm tra và phát hiện 184 tài liệu. Trong đó có 67 tài liệu được phân loại mật, 92 tài liệu phân loại bí mật và 25 tài liệu thuộc loại tối mật. Về phản ứng của ông Trump, sau khi Bộ Tư pháp công bố bản tuyên thệ, nêu lý do họ đã khám xét dinh thự của ông. Cựu Tổng thống tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng thẩm phán Bruce Reinhardt lẽ ra không bao giờ nên cho phép đột nhập vào nhà của tôi. Ông Trump viết vào hôm 26 tháng 8, bản khai tuyên thể đã bị che đi quá nhiều, một thủ đoạn lừa gạt công chúng của FBI và Bộ Tư pháp chẳng có gì đề cập đến hạt nhân hay mối quan hệ gần gũi của chúng tôi liên quan đến thay đổi tài liệu. Trong khi đó, giáo sư luật Alan Dershowitz đã nói trên Newsmax TV vào hôm 26 tháng 8 rằng Bộ Tư pháp Mỹ không đủ cơ sở để buộc tội ông Trump dựa vào bản khai tuyên thể trong vụ bố giáp dinh thự Mar-a-Lago. Tôi đã xem rất kỹ bản khai tuyên thể và tôi không thấy bất kỳ lý lẽ biện minh nào cho Bộ Tư pháp dựa vào đó để xin duyệt lệnh khám xét. Ông Dershowitz nói trên chương trình American Agenda của Newsmax TV. Căn cứ vào bản khai tuyên thệ được công bố, ông Dershowitz đã kết luận rằng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland có lẽ đã thiếu lý lẽ buộc tội ông Trump. Cựu giáo sư luật trường Harvard sau đó đã dự đoán rằng sắp tới sẽ có kiện tụng giữa đội ngũ luật sư của ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Tổng thống Ukraine cho biết, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn rất rủi ro, mặc dù hai trong số 6 lò phản ứng đã được kết nối trở lại với lưới điện sau vụ pháo kích. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tình hình vẫn rất rủi ro và nguy hiểm. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 26 tháng 8, đồng thời ca ngợi các chuyên gia Ukraine đang làm việc để ngăn chặn tình huống xấu nhất. Theo lời của ông Zelensky, bất kỳ sự cố nào lặp lại như ngày hôm qua, nghĩa là bất kỳ sự ngắt kết nối nào với lưới điện, bất kỳ hành động nào của Nga khiến các lò phản ứng bị ngắt kết nối, sẽ một lần nữa đặt nhà máy này vào tình huống cách thảm họa hạt nhân một bước chân. Ông Zelensky cũng nhắc lại đề nghị của Ukraine rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cần có chuyến thăm khẩn cấp tới nhà máy Japoritia. Phía Nga thì cho biết họ đang làm mọi cách để bảo đảm chuyến thăm của các quan chức IAEA dự kiến diễn ra trong những ngày tới, có thể được bảo đảm an toàn. Đồng thời, phía Nga cũng khẳng định họ đang bảo vệ nhà máy này khỏi sự khủng bố của Ukraine. Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra khi công ty điện hạt nhân Energoatom của Ukraine thông báo, hai lọ phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được kết nối trở lại với lưới điện và đang cung cấp điện trở lại sau khi bị ngắt hoàn toàn một ngày trước đó. Đề cập tới tình hình trên chiến trường, ông Zelensky đã nói lực lượng của họ đang làm mọi cách để giảm bớt hỏa lực và tiềm lực hậu cần của quân chiếm đóng. Và nếu Ukraine càng thành công thì chúng ta sẽ càng sớm có thể thay đổi tình hình trên mặt trận. Ông Zelensky còn nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang của Ukraine và toàn thể quốc gia hàng ngày chứng minh cho những người chiếm đóng Nga thấy rằng họ không có và sẽ không bao giờ có cơ hội tự cứu mình trên đất Ukraine sẽ đến ngày những người chiếm đóng thừa nhận điều đó hoặc đơn giản là họ sẽ không còn sống. Ông Zelensky tuyên bố. Tiếp theo chương trình là một diễn biến đáng chú ý. Ngũ giác đài nghi ngờ chính quyền Kyiv không biết chính xác vũ khí mà Mỹ cung cấp đang ở đâu. Kính thưa quý vị, Hãng tin Bloomberg vào hôm 25 tháng 8 dẫn lời quyền Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Sean O'Donnell đã nói chính quyền Ukraine không thể xác định được vị trí chính xác của vũ khí và các thiết bị quân sự khác mà Mỹ đã viện trợ cho nước này khi tất cả những thống kê của họ đều chỉ thể hiện trên giấy tờ. Theo vị quan chức này, Ukraine đang theo dõi các vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ viện trợ cho nước này bằng các biên lai viết tay. Tất cả chỉ được thể hiện trên giấy tờ, vị quan chức của ngũ giác đài khẳng định ông O'Donnell đồng thời cho biết thêm rằng ông nghi ngờ các nhà chức trách Kyiv thiếu trung thực về nơi mà các loại vũ khí viện trợ cập bến. Ông O'Donnell cũng lưu ý rằng, trước đó, việc không lưu trữ hồ sơ hiệu quả đã cản trở các cuộc điều tra của ngũ sắc đài về các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự mà Mỹ đưa đến Iraq và Afghanistan. Văn phòng của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ O'Donnell dự định sẽ tiến hành thanh tra việc chi tiêu các quỹ liên quan đến Ukraine cùng với các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và các đồng minh NATO. Ngoài ra, sự hiệu quả của chương trình huấn luyện cho các lực lượng của Ukraine và khả năng vũ khí viện trợ cho Ukraine bị bán ra thị trường chợ đen, cùng với các vấn đề về tham nhũng cũng sẽ được cơ quan này điều tra. Tổng số hợp đồng quân sự liên quan đến Ukraine mà Mỹ đã ký hiện đạt 7.800 hợp đồng và trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt. Thưa quý vị, Thủ tướng Pakistan Sabah Sharif vào ngày 26 tháng 8 đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống chọi với những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra ở quốc gia nghèo khó này. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi chính phủ Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với lũ lụt kể từ tháng 6. Thảm họa lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 930 người và đang ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người khác, với gần 220.000 căn nhà bị phá hủy và 500.000 căn khác bị thiệt hại nặng nề. Chỉ riêng ở tỉnh Xin, nơi nhiều nông dân nghèo khó, chỉ biết sống cho qua từng mùa. Giới chức cho biết 800.000 hecta cây trồng đã bị xóa sổ. Trong lời kêu gọi được đăng tải trên trang Twitter, Thủ tướng Sharif cũng đã gửi lời cảm ơn các quốc gia và tổ chức đã và đang hỗ trợ cho Pakistan. Ông nhấn mạnh, cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Thủ tướng Sharif cũng đã gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các cơ quan viện trợ quốc tế để thông báo về mức độ thiệt hại do đợt lũ lụt lần này gây ra. Tuyên bố của chính phủ Pakistan dẫn lời ông Sharif xác nhận 300 trẻ em nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng. Mức độ tàn phá do mưa lũ năm nay còn nghiêm trọng hơn so với năm 2010 khi lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 1.700 người ông Sharif cho rằng biến đổi khí hậu là thủ phạm gây ra thảm họa này. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pakistan đã cho phép khai triển quân đội tại toàn bộ 4 tỉnh, bao gồm Punjab, Sindh, Khyber, Pakhtun Khoa và Balochistan để hỗ trợ chính quyền các địa phương đề phòng tình huống khẩn cấp do mưa lớn và lũ lụt gây ra. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý của nước láng giềng. Ấn Độ xuất hiện virus cúm cà chua dễ lây lan ở trẻ em. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, một bệnh nhiễm virus mới rất dễ lây lan, được gọi là bệnh cúm cà chua, đang lây lan ở trẻ em của nước này. Theo tờ Times of India, ít nhất 82 trẻ em dưới 5 tuổi đã bị nhiễm bệnh vào cuối tháng 7 ở bang Kerala, miền nam của nước này, sau khi bệnh nhân đầu tiên được xác định ở đó vào tháng 5. Các ca nhiễm virus mới đã được ghi nhận ở 3 bang khác, bao gồm 26 trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 9 ở Odisha, một bài báo đăng trên tạp chí Y khoa Lancet của anh đã cho biết, loại virus mới này gây ra các nốt mụn nước đỏ và đau khắp cơ thể, dần dần to bằng quả cà chua. Các vết phồng rộp giống như những vết rộp đã thấy trên bệnh nhân đậu mùa khỉ trẻ tuổi. Căn bệnh này dường như lây lan qua tiếp xúc gần và không được coi là nguy hiểm đến tính mạng, có thể là hậu quả của sốt xuất huyết hoặc bệnh sốt xuất huyết. Cúm cà chua cũng có thể là một biến thể mới của bệnh tay chân miệng, bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bài báo trên tạp chí y khoa The Lancet cho biết, Tài liệu này cũng nói thêm rằng, cúm cà chua là một căn bệnh tự miễn, một căn bệnh có xu hướng tự khỏi mà không cần phải điều trị, mà cũng không có loại thuốc cụ thể nào. Trẻ nhỏ có nguy cơ cao hơn do sử dụng tã bỉm, có xu hướng chạm vào các bề mặt không sạch sẽ và cũng có xu hướng đưa đồ vật vào miệng. Các tác giả của bài báo trên The Lancet đã viết, với những điểm tương đồng với bệnh tay chân miệng, nếu sự bùng phát của bệnh cúm cà chua ở trẻ em không được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, sự lây truyền có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng do lây lan cả ở người lớn. Các triệu chứng chính của bệnh bao gồm sốt cao, phát ban và đau khớp dữ dội, tương tự như triệu chứng của chi cunguya sốt xuất huyết. Các triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng giống cúm thông thường, tương tự như nhiễm trùng sốt xuất huyết. Tiếp theo chương trình là diễn biến liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan. Cách Đài Loan chống lại thông tin sai lệch của Trung Quốc. Thưa quý vị, từ đại dịch Covid-19 cho đến chuyến thăm gây tranh cãi của chính trị gia hàng đầu Hoa Kỳ Nancy Pelosi, mỗi một vụ việc lớn ở Đài Loan là một cơ hội khác để chính quyền Trung Quốc làm tràn ngập hòn đảo bằng những thông tin sai lệch và tuyên truyền thống nhất. Nhưng các tổ chức Đài Loan đang đấu tranh để bảo vệ nền độc lập của họ bằng nhiều cách thức khác nhau. Vào tháng 3 năm nay, Đài Loan đã gây chú ý khi một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng thế giới của dự án xã hội kỹ thuật số về các quốc gia nhận được nhiều tin tức giả nhất trên mạng. Cuộc khảo sát hàng năm dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Dân chủ Thụy Điển, Videm. Kể từ sau nội chiến giữa phe Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh bại những người theo chủ nghĩa dân tộc quốc dân đảng của chính quyền Tường Giới Thạch, dẫn đến sự ra đời của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo vào năm 1949, Bắc Kinh đã cải tiến các phương pháp tiếp cận để khuyến khích sự thống nhất bằng cách nắm bắt trí tưởng tượng của người Đài Loan. Bắt đầu là những bài hát tuyên truyền, sau đó lại chuyển sang những thuyết âm mưu ngày càng độc hại và những tin đồn bịa đặt. Một mối đe dọa mà Đài Loan sẽ không nhượng bộ Summer Chen từ tổ chức phi chính phủ Taiwan Fact Check Center TFC nói với hãng tin DW của Đức rằng đây là nỗi sợ hãi đang làm hao mòn người dân Đài Loan. Chuyên gia này tiếp tục, Trung Quốc đã cố gắng đe dọa chúng tôi như thế này trước đây. Một trong những nỗ lực đáng lo ngại nhất gần đây chính là những trò đùa về bạo lực tình dục đối với công dân Đài Loan trên các kênh truyền thông xã hội phổ biến. Nhưng cả chính phủ và người dân Đài Loan đều không tỏ ra sẵn sàng nhượng bộ trước mối đe dọa. Chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn đã tham gia một liên minh duy nhất với các tổ chức phi lợi nhuận để chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch của chính quyền Trung Quốc. Freedom House, một tổ chức phi lợi nhuận được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ một phần nhằm thúc đẩy quy tắc dân chủ, xếp hạng nền dân chủ của Đài Loan là nền dân chủ tự do thứ hai ở châu Á và tự do ngang hàng so với Đức. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến truyền thông Đài Loan là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhóm này, đối với nền dân chủ sôi động và cạnh tranh của Đài Loan. Nhưng trong khi nền dân chủ của đất nước có thể mạnh, sự tin tưởng vào các phương tiện truyền thông là khá thấp. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF xếp Đài Loan đứng thứ 43 trong tổng số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí năm 2021. Bất chấp các quy định cấp phép nghiêm ngặt, Trung Quốc đã thâm nhập vào một số cơ sở in ấn và phát sóng để chạy nội dung thân thiện với Trung Quốc và trấn áp những lời chỉ trích đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để tránh sự tuyên truyền của Trung Quốc, nhiều người dùng Đài Loan đã chuyển sang sử dụng mạng xã hội và những kênh khác để biết tin tức dạy kiến thức về phương tiện truyền thông tuy nhiên người dùng đài loan phải đối mặt với các mối đe dọa mới trong lĩnh vực kỹ thuật số từ nhắm mục tiêu vi mô đánh cắp dữ liệu cho đến thông tin giả mạo các cuộc tấn công mạng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giám đốc an ninh quốc gia Đài Loan Trần Minh Thông cho biết trong một bài báo trên trang web tiếng Trung giản thể của trang DW của Đức, giải thích rằng các ứng dụng thời thượng của Trung Quốc như TikTok hoặc Sao Hongshu, tương tự như Instagram, không chỉ thu về một lượng lớn dữ liệu người dùng và nó cũng có thể dùng làm vector cho chiến tranh nhận thức. Để giúp thế hệ trẻ chống lại điều này, Bộ Giáo dục Đài Loan đã đưa kiến thức truyền thông vào các tài liệu giảng dạy. Theo đó, các học sinh từ 6 đến 18 tuổi sẽ được học cách sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và phương tiện truyền thông thuộc mọi loại hình. Quyết định này tuân theo các khuyến nghị từ tổ chức Đài Loan Media Watch, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để duy trì quyền tự do báo chí. Nền tảng cũng đã phát triển tài liệu để giáo viên sử dụng trong lớp học. Kiểm tra sự thật, xác minh cho các ứng dụng trò chuyện nhưng trong khi Đài Loan đang tăng cường bảo vệ trên mạng xã hội thì chính quyền Trung Quốc đã lại chuyển chiến lược của họ sang phát tán tin đồn thông qua các ứng dụng nhắn tin riêng tư. LINE được cho là ứng dụng phổ biến nhất ở Đài Loan. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 của Đài Loan, những người dùng trong các nhóm trò chuyện LINE đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ chống lại tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn chẳng hạn như nói rằng bà đã làm giả mạo bằng tiến sĩ của mình. Trung tâm nghiên cứu độc lập Double Think Lab đã truy tìm, phát hiện ít nhất một nửa số tin tức giả mạo trong các nhóm trò chuyện như vậy đến từ Trung Quốc. Đáp lại, các tổ chức phi chính phủ NGO của Đài Loan đã làm việc với chính phủ Đài Loan để tạo ra một công cụ xác minh cho Lai. Dựa trên mã của câu fax, một sáng kiến tình nguyện nguồn mở, Lai Fact Checker là một chatbot cho phép người dùng gửi tài liệu đáng ngờ. Nó cung cấp đánh giá nhanh chóng và liên kết đến thông tin được thêm vào bởi các nguồn đã được xác minh Ngoài ra, để duy trì lòng tin của công chúng, các tổ chức phi chính phủ như TFC luôn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với các bộ mà họ làm việc Shamo Chen đã giải thích trong một báo cáo của DoubleTing Lab về phản ứng khác biệt của Đài Loan đối với thông tin sai lệch về cơ bản là quan sát và kiểm toán chính phủ đối với công chúng nó có nghĩa là không nhận ngân quỹ nhà nước cũng như không tán thành các chính sách của chính phủ. Tác động vượt ra ngoài biên giới của Đài Loan Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc cũng đã dạy cho Đài Loan một bài học đáng lo ngại. Vào cuối năm 2020, các nhà nghiên cứu tại Double Thing Lab đã quan sát thấy những thông tin và tuyên truyền sai lệch tương tự liên quan đến COVID-19 đến từ Trung Quốc ở Myanmar, ở Việt Nam, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines và thậm chí là cả Romania, Slovakia, Nga và Vương quốc Anh. Họ kết luận rằng Đài Loan là một bãi thử nghiệm cho các chiến thuật thông tin sai lệch trực tuyến của Trung Quốc, với các chiến dịch thành công nhất được nhân rộng ra các nước khác sau khi đã chứng minh được tác động ở Đài Loan. Thông tin sai lệch liên quan đến các vấn đề quân sự của Đài Loan cũng đã xâm nhập vào tin tức toàn cầu. Vào đầu tháng 8 này, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã cung cấp một hình ảnh được cho là mô tả một binh sĩ Trung Quốc quan sát hải quân Đài Loan trên eo biển Đài Loan. Hình ảnh được lưu hành rộng rãi cho đến khi các phóng viên ảnh cấp cao nêu quan ngại. TFC đã điều tra và phát hiện ra rằng một kỹ thuật viên đã kết hợp một số hình ảnh để cho thấy lực lượng vũ trang của Trung Quốc và Đài Loan gần gũi hơn so với thực tế. Chen đã nói với đài DW của Đức rằng đây là trường hợp đầu tiên tổ chức của cô phát hiện ra những hình ảnh giả mạo về những căng thẳng quân sự gần đây trong tin tức toàn cầu. Cô lo ngại đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.